cái vườn sầu riêng này có tổng diện tích là 1 hectare nha anh chị. 1 hectare, tổng số lượng cây sầu riêng đang cho thu hoạch như thế này là khoảng 300 cây. 300 cây. Cả lớn cả nhỏ là 300 cây. Số lượng cây đang thu hoạch như thế này là khoảng 250 cây nha anh chị. Trên đất thì có sẵn điện 3 pha và giếng nước rồi anh chị nhé. Lô đất này thì chưa có nhà. Cái vườn này thì cách trung tâm thị trấn Con Thụp, huyện Bang Giang là khoảng 3 cây số. Đó là cách trung tâm trường chợ luôn đấy ạ. Nơi đó thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vườn này thì em quan sát thì tương đối đều, do là năm ngoái chủ nhà vẫn còn trồng tiêu nên là cây nó tán nó không phát triển đều nhé. Nhưng mà năm nay chủ cắt đi những cái hàng tiêu. Thì theo em, nếu anh chị lấy chăm sóc lại bắt đầu từ năm nay thì cây nó sẽ phát triển ok hơn đấy ạ. Sầu riêng này khoảng 4 năm tuổi. Do trước đây trồng vào trong cái tiêu nên là tán nó phát triển không được đều lắm. Đây anh chị này. Năm nay cũng đang có trái này anh chị này. Cây tương đối đều nha anh chị nhé. Năm ngoái thì nó bị ốm thôi. Em xin nhắc lại này, lô đất này thì thuộc địa phận là xã Con Thụp, huyện Bang Giang, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí của lô đất thì cách quốc lộ 19 là khoảng 25 cây số. Cách thành phố Pleiku, sân bay là khoảng 60 cây nha anh chị nhé. 60 cây. Vườn này đều anh chị ạ. Vườn này đều. Cái nhược điểm của cái lô đất này là không có cái nhà thôi, cũng không có chòi luôn. Còn lại là cái vườn sầu riêng này em đánh giá tương đối đấy. Ở xung quanh thì đây có cái vườn cao su. Thì nó sẽ chắn gió cho cái vườn này. Bên kia thì cũng có cái vườn tiêu nên là nó sẽ hạn chế được cái gió vào cái mùa gió đấy. Vườn này đều anh chị ạ. Anh chị tham khảo nhé. Tỷ lệ chết gần như là không có. Tuy nhiên thì có những cây nó phát triển kém. Đều. Em đang đi xung quanh rẫy luôn ạ. Vừa này thì có chất đất là chất đất đỏ ba gian. Đất ở Con Thụp thì rất ok rồi, phù hợp với tất cả các loại cây trồng luôn. Người ta đang rải phân bò chất đất này. Cái vườn này thì ra cái đường nhựa gần nhất là 2 cây số nha anh chị. Xe con có thể vô được tận rẫy. Anh chị này. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0868 021102, để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.